hãy chào đón thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Trấn Thành và chị Việt Hương à. Dạ em xin chào anh Ngô Kiến Huy ạ. À. À, chào em. Đẹp trai vậy. Làm như may tôi cắt tóc ở đâu đi làm giống cái phải không? Dạ không có. Tại vì nghề nghiệp của em là cũng là nhà thợ mẫu tóc với lại chăm sóc da mặt. Ý chà chà. Chế có nhu cầu không? Thấy đẹp là có nhu cầu rồi. Thấy hình ảnh đẹp người ta có nhu cầu tới làm đẹp chứ phải không thấy đẹp có nhu cầu tới nhà ta ở đâu. Ai biết đâu hợp lý. Đẹp nhu cầu tôi quan ừ, quan. Đẹp trai, đầu tóc chỉnh chu, sạch cưa. Thì đi chứ nói gì nữa. Dạ em. Dạ cái cảm giác còn hồi hộp một tí xíu. Nhưng mà em sẽ thi vòng 1 trước. Đây là người em diễn chung với em. À, nhưng mà vòng 1 thì coi cái cơm may mắn để cho gây tiếng cười cho anh chị. Thì hàng em của em nếu có cơ hội xuất hiện vòng 2 nữa. Dạ. Ủa là sao không hiểu? Tức là em sẽ thi vòng 1 của mình em thôi. Rồi vòng 2 thì nếu có cơ hội á. Dạ. Bây giờ là vòng 1 mà qua được thì ông này mới được xuất hiện. Dạ. Còn thôi là cất luôn hai anh em. Là ép phải không? Ép phải không? À. Ép là phải có gặp em này đúng không? Rồi. Làm như chắc cái ông này cũng có gì đó bí mật nó khủng khiếp lắm sau lưng nè. Rồi, bây giờ làm liền đi. Làm thôi. Các bạn có 60 giây. Và 60 giây bắt đầu. Chị Hương à, em biết ngoài cái tên Hương ra chỉ còn có một cái tên khác nữa rất mộc mạc và quê mùa. Chị tên là chị The nè. Em nhớ rồi, chị là chị The. Ở dưới quê á ai cũng kêu chị là chị The hết trơn á. Sau đó cái cuối cùng cái chị lên thành phố ha, chị làm ăn chị đổi tên lại là tên Hương. Cuối cùng xui chị thiếu nợ quá trời luôn. Bà chủ nợ là bà dì Hai đó, trời ơi từ ở dưới thành phố nghe bà tới quê luôn bà kiếm chị bà đòi tiền. Xui ác nghiệt gặp ngay ba chị. Bà nói chị làm ăn chuyện sao lồi chành té bứa ra. Trời ơi ba chị đuổi đi ra khỏi nhà. Bắt đầu cái chị quy với lại nè. Xong rồi cái ba chị nói The, tên The của tao với má mày đặt cho mày xấu lắm hả The. Mày lấy cái tên Hương thơm tho đẹp đẽ để che đi cái quãng đời thối nát của mày. Nó cuối cùng mấy cái tháng nào bà ngoại cũng mở cho em coi hết trơn. Em nghe biết em thuộc luôn. Cái này à, bạn biết không tôi thèm à, bạn làm cho tôi cười thiệt lắm á. Tại vì tôi nghe bạn nói vài câu đầu á, cái cách bạn nói là tôi biết bạn nói thiệt kiểu nói lối của cải lương á. Dạ. Cái à, tôi nghĩ bạn thích cải lương đúng không? Dạ mê lắm mà. Ờ à, cái tôi cũng mê cải lương mà. Cái tôi nghe người ta nói vậy cái khoái thiệt khoái mấy người mê cải lương lắm. Tại vì tôi nghĩ bạn sẽ làm cho tôi cười được. Tại vì bạn biết không, trong cải lương á bạn nói lối một hồi cái cách mình nói lối á dễ làm cho ta cười lắm. Cái kiểu là chị Hương à, tôi tưởng bạn nói chị Hương không phải tên Hương thì phải thả ra một cái tên nào chẳng hạn như tên Thùng. Thí dụ nó vậy nó còn có cái để cười chứ tên The thì có cái gì đâu mà cái tuồng nó ai cũng biết hết rồi. Ờ. Mà khi em đang nói lối là bắt đầu chị sắp bắt cười rồi. Bắt cười rồi. Mà tại vì em đẹp để em sang trọng vậy mà em lên em nói lối là chị sắp bắt cười rồi. Thật ấy. Mà tự nhiên em tên The nè là chị tuột cảm hứng. Ờ. Là tại vì em cứ nói lối vậy em cứ cái kiểu đó em sang trọng à. Tên chị giờ bây giờ phải giấu tên đúng không? Một cái tên thì các em nói với anh Thành vậy, một cái tên thúi. Còn hoặc là tên hoặc thúi là thì để thúi đi. Ví dụ vậy mà vẫn là cái giọng đó. À. Rồi lên đây. Được rồi, kế chân Thành rồi đổi tên Hương nhưng mà vẫn thúi. Ví dụ vậy. Mà cái giọng điệu của em á. Mà thí dụ đi. Em làm lật ngược người ta tâm lý ra lại, người ta sẽ tưởng em chê chị Hương. Hương à. Em nghĩ em che giấu được sự thật sao? Hả? Cái tên thật của em là gì? Em tên là Lý Nhã Kỳ đúng không? Như vậy em lật lại người ta tưởng em chơi bạn. Em nâng nó lên như nữ hoàng. Em nói mà em cái thái độ em là chửi người ta mà em nói gì là em khen người ta. Nói chung nó lật ngược lại thì người ta sẽ cười. Còn cái tích của em kể á, tại vì chị quý em quá à, cho nên chị phải nói thêm nữa là khi cái tích của em là ai cũng coi cái tù nửa đời hưng phấn đó rồi mà em đã sống lên trong cái nôi cải lương.
chị nằm suốt ngày nghe cải lương. Thành nó thuộc tất cả các câu cải lương đó. Thì bây giờ em diễn lại xem làm lợi người ta. Mà đúng đẹp không? Trai body đang slim fit. Tôi đang trời đất ơi, một cái ông mà đẹp trai, tôi đang hy vọng làm cái gì đó hay thiệt là hay, tôi tức ơi. Mà chị muốn em phải đi suốt trong một cái cả chương trình nên muốn ngắm một cái con người có style đẹp như vậy. Tại sao? Xin thi lại được. Dạ, xin thi lại. Vô xin ban tổ chức thi lại đi. Đi vô đừng nói nhiều đi. Chị nói thiệt, chị năn nỉ ban tổ chức nha, ban tổ chức.